Bà tám đuổi con gà. Đuổi con gà đi bà Tám ơi, để thục vô lòng bà. Thằng ông nội hoài cháu, nó tầm bậy mạ không à. Mấy gà trống này mà nó đủ hay lắm. Nó lì dữ thằng lắm. Kêu nó ai? Mấy con cặc gà trống nghe nó quéo quéo quéo. Ôi. Kìa kìa kìa. Nó lì lắm, xuống lòng. Ôi nó ra mà. Kìa nó đằng kìa. Kìa xuống lòng. Trời ơi. Nó chui vô lòng dữ thằng nữa, nó ỉa cho thấy cảnh. Vô chổng luôn hả? Ừ, nó chui vô lòng chứ tao cái này đánh dãy cái lòng này nghe, tao móc hầu nè. Móc trứng vô lòng này nè, rồi cái này đánh dãy. Ừ, vớt cái lòng lên đầu mày hả My ơi. Vớt cái lòng lên đầu My. Cho ăn cộng cây. Đụ má mày đó. Giả mẹ nó chứ em. Ừ, để em. Chị kia nó hả, nó cái vô. Thế nào tao cũng quýnh mày nè. Thử rồi có không, tao quýnh ngay lòn mày, cho mày coi mày banh lòn á. Ấy mà, ấy mà đủ bà mà nóng hổi luôn á. Bà Tám mà đủ một cái ha, tàn hình luôn. Trời ơi trời, nóng dữ thằng ơi. Cái lòn tao bị quéo rồi. Má, trời nóng dữ lắm trời. Quỷ. Cái bụng á. Đủ dữ lắm bà. Ừ, ừ. Trời ơi, nó nào đủ nóng, nó không có đủ lạnh. Nóng chết nữa. Dạ, con có nóng lạnh nữa hả? Trên đời với Phật. Bê đây kìa. Ê, bê đây, mày có cạc không? Ôi, tào lao gì châu. Bóp thử cái. Tao bóp thử. Ông bà ơi, đừng nói chịu cạc, có chồng thấy gớm chết. Bà Tám ơi. Bà Tám ơi, lại đây có tôi bà bê đây nè. Ơi, à, Tám nó kêu cởi quần BD cho 500 ngàn. Ờ, cởi quần đó là cho 500 đó. Lên đây BD. Cởi Tám mày chia 2. Đủ. Đi, lại đây đi, Tám mày chia 2, mày 250, tao 200 lòng. Chia. Lên đây nè D. Lên đây nè D. Chia. Đủ, mày được 250 con quỷ. Bữa nay số số gì? Là số số 13. Trời ơi. Chết luôn. Bính chi bính bính. Kiểu người chứng số 13. Chứng số 13. Cái lòn luôn. Đủ con cá mày xẻo lòn tao tiêu rồi. Bỏ vô đi. Bỏ vô con cá đi. Ừ. Con cá đủ rồi đi. Đủ con cá gai không? Đủ lòn mi. Thấy gì chưa? Thấy gì vậy? Thấy cái lòn nóng hổi. Ừ. Trời ơi trời, nó đừng có châm vô nãy nóng chết luôn á. Nóng. Rồi bà Tám bắt đi mất tiêu luôn rồi. Bà Tám đi. Kêu bà lại. Đủ bà Tám ơi, bà Tám ơi, đủ nóng hổi nè. Trời ơi chết luôn rồi. Đủ con cá. Bà Tám ăn gì vậy? Bà Tám ăn lòn tối ngày vậy. À, chết luôn, vô đây bể chết luôn, bể luôn á. Trời ơi, nội châu này không đủ người ta dọc đường ngoài đường á. Hú cầm gì? Ê bà mày cầm lòn ai? Ê 500 ngàn nè, bà chết lên đây. Còn quần đây cho 500 ngàn. Tám mày chia. Kệ gắng chịu đi. Quay khúc dưới thôi, thì mày đâu quay mặt mày đâu, quay thấy tượng cu dài xuống. Ờ, trời ơi. Ờ, tụt tụt cho đủ tao tụt. Tụt tụt. Thôi tao tụt thiệt á. Thôi. Ai nè, kêu mấy đứa ra đây tụt quần này đi cho 500 ngàn. Bỏ đi. Đi đi. Đây nè. Đủ con nhỏ. Trời chủng chữ tao châu. Bà Tám mới đi được. Bà Tám, bà Tám bên kia, bà Tám nội nó. Bà qua đây bà đủ bà Tám bên đây hả? Ê tao chứ ai? Hai bà Tám, hai bà Tám. Hai bà Tám. Làm gì? Đi đủ nhau. Đủ má chơi đại đi. Chơi luôn. Trời ơi, sao bà đủ thiệt hả? Hai bà làm gì kìa? Hai bà đủ với xuồng đi lên nữa kìa. Có bà đó đó, đủ luôn. Đủ dập xuồng luôn đi. Trời ơi. Mặt mày là mặt lòn chứ mặt gì? Thằng nội. Cô nội. Tao mà cháu. Thằng tình nó. Chị ơi, vậy? Chị ơi, bà bơi bà cho tôi cái lòn đi theo với chị ơi. Đừng. Quỷ. Chị bà có đi với sông có ai đủ không? Tôi theo chứ. Ôi. Thằng nội. Kìa bà nhìn lại kìa. Ngưng lại đi chị. Ờ, ngoắt lại đi. Quát lại. Lại đây tôi bà đủ. Ông nội nè. Chị ơi. Chị ơi, đủ không? Trời cháu. Chị gật đầu kìa. Chị gạt. Ơi. Ôi ừ. Tôi tôi ba tuổi quần. Trời ơi, tầm bảy ba không à, đi cậu con nó giết đi đang gì. Kìa. Ai đủ dữ thần lắm hả? Chết ngắt con cá luôn. Chết ngắt con cá luôn. Đó sống đó. Bà thấy trên bờ sống đừng. Ủa, xuống không mà. Bà thấy nó bay lên. Đâu?
chú ơi. À, trời ơi, tới ba chấu. Mày mà không. Ông Tám, ông Tám. Thôi, không có đủ ổng. Tình nha. Thôi tình, thôi. Ông Tám ơi. Thôi, ông Tám ơi. Ông đi theo ai vậy? Ông bận lòng gì? Trời cháu. Ông nội. Kìa, ông Tám, ông Tám làm gì? Ông bận lòng ai mà ông đưa ra ngoài khơi vậy? Lòng ai đó? Lòng ai mà ông khơi khô? Ông đi đâu hả? Hỏi ông đi đâu hả? Ông đi... đủ ai giữa đường vậy? Trời ơi, trúng chữ, trời ơi. Rồi, xong rửa cái gỗ mà lớn thì sao rửa lòng gì được? Cái lòng nó bự lắm. Hai đứa nít kìa. Hai đứa nít sao mày đủ nhỏ? Ôi, nhỏ xíu, tối tầm bảy mà ra. Đây. Cá. Đây dầu á. Cá gì vậy? Cá này nửa bên thà xào lòn, nửa bên xào giấm. Thôi. Cá này làm gì ăn? Cá này xào giấm. Trời, cá nào xào giấm đâu trời. Làm gì ăn ngon? Làm gì ăn ngon? Dạ, để giấm vô trong cái... Rồi sao nữa? Không có nghỉ nấu rồi, không có cọt nữa. Chị ơi, ủa sao mà cái lòn bị tê rồi? Mất tiêu chân rồi. Mất hết rồi. Đi đi. Ở bãi xuồng nó cũng chịu quá ha. Ừ sao không? Mày vô duyên quá trông. Ba đủ với tao mà, ba chết nhận mà. Ôi. Nhận. Có từ chối không? Đó. Không hả? Đủ từ chối dữ lắm. Ố. Ai da. Rồi chờ đứng dục 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 dục. Giờ này ba đủ với ai trên bờ chứ? Thằng ngon vậy hả? Thằng quỷ vậy đi. Ố. Lại luôn kìa. Vô cái cầu. Vô cái cầu rồi. Một đống cái đầu cá xuống dưới hốt. Xuống dưới hốt dục, xuống dưới hốt dục. Hốt bỏ một lòng ta nè. Trời ơi. Xuống nửa cá trời đứng. Coi giỡn giỡn sao dục tham xong đi nha. Thôi à. Mà nó khổ lắm thằng luôn. Khổ. Được không? Tăng tăng tăng. Lấy cái giò đá xuống chị, đừng lấy tay khều gì đây. Dính vô giò thú quá. Cái ta gỡ thôi. Thì... Nó đủ má. Nó nó bị gì đâu á. Ai mà đổ lòn tao ghét với nước rồi. Đổ gì á? Dính cái áo trên lưng à. Ủa, trời ơi, dính sình trên tay quá, dính áo trên lưng. Cái gì cũng áo nữa đó. Trời ơi. Ơi sao mà ai lủng lỗ lòn dữ thằng tự. Giết ta chết cũng thiệt cả trong mà đừng có chỉ gì nữa chứ trong. Kìa. Kìa. Ủa. Ủa móng tay tôi dở đen rồi nè. Giữa cá. Đủ đủ thằng nhỏ chống cháu giật mình đó. Đúng. Mày á. Mà đừng có nghĩ coi cho tao nói thằng sàng không mẹ. Ủa ai mà da nước. Giữa gì đi nó không có lủng lồn. Ơ à, nó không có trôi. Giữa là đổ vô cái gỗ dày á. Không nữa. Đổ hết vô luôn đi. Đổ hết vô đi rồi hứng. Đổ lại trong thao luôn. Đổ vô trong thao. Rồi bóp. Giữa cái vỗ đi. Giữa cái vỗ trước đi. Cái tê cái giọt muốn chết luôn à. Vậy mà thôi đổ nước lòn mới thích thôi. Đổ nước lòn nhiều quá tầm lum nước chứ. Ủa vậy sao rửa được. Dạ không sạch gì giáo á. Chưa để rửa từ cái. Tự nhiên rửa hai cái rồi cầm có rửa được đâu. Rồi sập đi. Gãy cái hai người lòi. Đủ. Đủ ai mà ra nước giữ thằng hả trời. Ông Tám ông chạy về lắng luôn. Ghê không coi. Ôi. Bà Tám mới đủ dọc đường mới đi từ lưa hết rồi. Giờ bỏ ông Tám nhà. Ông Tám ơi. Ông Tám ơi. Ông có đi đủ dài đường không? Ừ. Chữ chết. Sạch rồi đó. Rồi sạch rồi đó. Vậy đó là sạch giấy cá lồng tông rồi. Rửa từ từ rửa rồi. Đem lên kho đi. Chưa ông nội ơi, rửa một vài nước rồi rồi về rửa lại nước mình á. Nước mình là nước gì? Nước gì? Nước lòn chứ nước gì. Rửa cá mấy cô mấy chị rửa để nước của mình trong mình tự có nước ra đó rồi cái rửa cho nó sạch lại rồi cái để miếng muối vô rồi pha vô lòn cho khơi khô cái nó ăn mặn mặn.
gì trời, nhớ này nè. Nó chết bây giờ nè, sống không nổi với cái nhà nước. Tự nước nước như mình nó chết. Cái này nó lòi lòi. Ơ, mình nó xỉu rồi, nó lòi nó xỉu rồi, nó lòi xỉu rồi, lòi nó xỉu rồi. Ngon quá ha. Mà không được. Ăn đi, ai không cho mày ăn. Rồi, mày chỉ cần cái thao xót, đổ xói qua. Cầm thao xói qua chứ không đổ, không cho dãy luôn. Đủ từ từ dãy cho ra ngoài nước. Mấy hèm nữa không? Ăn sống đi chị. Ăn sống đi chị ơi, ăn sống nè chị ơi. Mấy chanh. Hả? Em đúc cho. Cái con nào đâu hứng. Còn con. Ba con. Bốn con. Bốn con, sáu con. Rồi cái nước thơm nước bự để đổ vô.